Thấy em trai giật mình vì tiếng sét, anh trai nén cơn sợ hãi làm hành động khiến ai xem cũng ấm lòng. Đang ngủ thì cả hai anh em giật mình bởi tiếng sét cực lớn. Tuy nhiên, mẹ em vì quá mệt mỏi nên đã ngủ khá sâu. Thấy em khóc lớn lại sợ mẹ tỉnh giấc, bé trai này đã làm một loạt hành động vô cùng đáng yêu. Đôi tay nhỏ bé dịu dàng dỗ cậu em trai. Một tay dỗ, một tay còn bịt tai để em không nghe thấy tiếng sét, dù bản thân cũng sợ hãi không khác gì em. Sau khi em trai đã ngủ say, cậu lại đặt lên mặt em một nụ hôn ngọt ngào. Tưởng rằng xong việc em sẽ đi ngủ luôn, nhưng mà hành động này mới thấy bé trai này tâm lý đến mức nào. Đắp cho mẹ chiếc mền rồi nằm xuống bên cạnh mẹ. Chắc sau khi xem lại video này, ba mẹ sẽ tự hào về em lắm, bởi vì họ có một đứa con trai hiểu chuyện như thế này cơ mà, phải không các bạn? Một số bạn đã bình luận vào video rằng: "Nhiều người nói mẹ bé ngủ giỏi thật, nhưng mà con nít nhạy cảm hơn người lớn. Với mẹ chăm bé cũng có phần mệt nên đừng trách." Bạn khác bình luận: "Ông cũng giật mình tính khóc mà chợt nhận ra mình đã là đàn ông rồi." Hay: "Coi xong cái muốn sinh đứa con trai liền luôn, cưng gì đâu á." Không phải đứa trẻ nào cũng hiểu chuyện như thế này, nhưng mà đôi khi vì hiểu chuyện mà chúng luôn thiệt thòi. Bạn nghĩ sao về hành động đáng yêu của cậu bé này? Hãy comment ngay bên dưới cho chúng mình biết với nhé.